Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay, thứ sáu, ngày 16 tháng 6 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình thời sự hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Trọng thể kỷ niệm 80 năm báo Hưng Yên ra số báo đầu tiên, tháng 6 năm 1943, tháng 6 năm 2023. Hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 6 thông tin nhanh về vụ việc mất an ninh trật tự xảy ra tại tỉnh Đắk Lắk. Huyện Văn Lâm bắt đầu chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho dự án đường vành đai 4. Các địa phương ở huyện Kim Động triển khai thực hiện quy hoạch mỗi thôn một bãi đỗ xe. Bắt đối tượng giết nữ chủ quán nước ven quốc lộ 5 ở huyện Văn Lâm sau 4 ngày lẩn trốn. Chiều nay tại hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, báo Hưng Yên long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm xuất bản số báo đầu tiên, tháng 6 năm 1943, tháng 6 năm 2023. Dự buổi lễ có đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng biên tập báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên. Đồng chí Đặng Văn Cảo, nguyên Bí thư Tỉnh ủy. Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tại lễ kỷ niệm, các thế hệ người làm báo Hưng Yên cùng nhau ôn lại truyền thống đầy tự hào trong suốt 80 năm qua. Tháng 6 năm 1943, Ban Cán sự Đảng tỉnh Hưng Yên thành lập báo Bãi Sậy, tiền thân của báo Hưng Yên ngày nay, đánh dấu sự ra đời của báo chí cách mạng tỉnh Hưng Yên. Trong đó, nhà văn Học Phi, đại tướng Nguyễn Quyết là những người có vai trò quan trọng thành lập nên tờ báo này. Đây là cơ quan tuyên truyền của Tỉnh bộ Việt Minh Hưng Yên, có ý nghĩa như một ngọn cờ khơi dậy tinh thần yêu nước, vận động quần chúng tham gia cách mạng. Trong hành trình 80 năm xây dựng và trưởng thành, trải qua nhiều tên gọi khác nhau, báo Hưng Yên đã có những đóng góp quan trọng trong tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, cổ vũ, động viên quân và dân tỉnh Hưng Yên nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Báo Hưng Yên đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất, nhì, ba và nhiều phần thưởng cao quý. Tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa trao tặng bức chướng mang dòng chữ Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát triển cho báo Hưng Yên. Thưa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Quốc Toản trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho báo Hưng Yên. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa biểu dương, ghi nhận những đóng góp của báo Hưng Yên trong 80 năm xây dựng và phát triển. Đồng chí yêu cầu thời gian tới, báo Hưng Yên cần tích cực, chủ động định hướng, dẫn dắt dư luận xã hội, phản ánh trung thực và đa chiều, tạo sức lan tỏa rộng rãi, tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên, người làm báo ngang tầm nhiệm vụ, có bản lĩnh, tư tưởng vững vàng, đạo đức trong sáng. Đồng chí đặc biệt nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển đổi số báo chí để đáp ứng yêu cầu của thời đại mới. Báo Hưng Yên cần quan tâm hơn đầu tư cho công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện. Đây vừa là thách thức nhưng mà cũng vừa là cơ hội. Nếu chúng ta tận dụng những cơ hội về chuyển đổi số của cách mạng công nghiệp 4.0, tôi tin báo Hưng Yên của chúng ta tiến nhanh, tiến xa để đem thông tin đến bạn đọc một cách nhanh nhất, trung thực nhất, chính xác nhất. Một tờ báo có ảnh hưởng khi nó được lan tỏa thông tin tới nhiều bạn đọc nhất. Và chúng ta sẽ có thể làm được điều này nếu như chúng ta ứng dụng mạnh công nghệ thông tin. Cho nên cái tờ báo điện tử của chúng ta, các đồng chí phải hết sức là quan tâm ở đây, đầu tư cho nó về chất lượng và hình thức đúng, trúng và hấp dẫn, không giới hạn về đối tượng là công dân, là cán bộ đảng viên của Hưng Yên. Bất cứ ai có thiết bị di động, có mạng xã hội, có internet đều có thể vào cái tờ báo Hưng Yên. Mình mang cái thông tin của Hưng Yên đến với cả mọi người dân trong cả nước và đem đi thế giới. Không gì quảng bá hay, quảng bá nhanh và tiết kiệm bằng cái việc đưa thông tin thông qua những các cái nền tảng số. Nhân dịp này, báo Hưng Yên điện tử ra mắt giao diện mới, được bổ sung, nâng cấp các module theo xu hướng công nghệ mới, qua đó nâng cao khả năng cung cấp thông tin, tiếp cận và tương tác với bạn đọc. Thông tin nhanh về vụ việc gây mất an ninh trật tự tại tỉnh Đắk Lắk là một trong những nội dung chính tại hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 6 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức sáng nay. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Trần Quốc Toản,
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Báo cáo viên của Bộ Công an thông tin, rạng sáng ngày 11 tháng 6, nhóm đối tượng đã tấn công trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Ea Tiêu và Ea Cơ Tu, huyện Cư Cu Yên, tỉnh Đắk Lắk. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các cơ quan chức năng, đến nay hơn 50 đối tượng đã bị lực lượng công an bắt giữ và đang tiến hành điều tra làm rõ. Tình hình an ninh trật tự trong khu vực, cuộc sống của người dân hai xã đã trở lại bình thường. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do một số thành phần nghe xúi dục kích động, hứa hẹn cho tiền, cho vượt biên nên đã làm theo. Hiện cơ bản các đối tượng đều đã nhận ra lỗi lầm. Về định hướng công tác trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tập trung tuyên truyền những vấn đề trọng tâm của các chuyên đề đã được thông tin tại hội nghị, tuyên truyền về những ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm sẽ diễn ra trong thời gian tới. Đẩy mạnh tuyên truyền thông tin mà Bộ Công an đã cung cấp về vụ gây mất an ninh trật tự tại tỉnh Đắk Lắk vừa qua để mọi người dân hiểu đúng, hiểu đầy đủ về nội dung vụ việc. Tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành, thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy vai trò của nhân dân trong việc tố giác tội phạm, nêu cao tinh thần cảnh giác, không để các đối tượng phản động, thế lực thù địch lợi dụng tình hình lôi kéo chống phá Đảng, nhà nước. Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức đánh giá nghiệm thu đề tài nghiên cứu, đề xuất các giải pháp đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của báo cáo viên cấp ủy thuộc Đảng bộ tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2020-2025. Đề tài do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì thực hiện. Đề tài được thực hiện với mục đích nghiên cứu cơ sở lý luận về hoạt động của đội ngũ báo cáo viên cấp ủy, khảo sát đánh giá thực trạng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên cấp ủy thuộc Đảng bộ tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2015-2020. Đề xuất các giải pháp đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của báo cáo viên cấp ủy thuộc Đảng bộ tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2020-2025. Đề tài xác định lực lượng báo cáo viên giúp cấp ủy các cấp trong việc tuyên truyền phổ biến, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và của tỉnh, huyện, cơ sở, cung cấp thông tin chính thống về tình hình thời sự trong tỉnh, trong nước và các sự kiện quốc tế, những vấn đề được dư luận xã hội quan tâm, ngày càng đáp ứng nhu cầu thông tin của cán bộ, đảng viên, qua đó góp phần định hướng dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận, giữ vững sự ổn định xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Đề tài được các thành viên hội đồng đánh giá cao và được đề nghị chỉnh sửa hoàn thiện để sớm đưa vào thực tiễn. Chiều nay, đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác dự án trọng điểm đường Vành Đai 4 kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng và công tác chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ tại hai huyện Văn Giang và Văn Lâm. Tại huyện Văn Giang, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đi kiểm tra thực tế việc di chuyển tài sản trên đất để bàn giao mặt bằng cho dự án tại xã Tân Tiến. Đồng chí yêu cầu trong quá trình thi công, di chuyển tài sản của nhân dân phải đảm bảo an toàn, tránh thiệt hại về kinh tế và đúng tiến độ đề ra. Tiếp đó, đoàn công tác đi kiểm tra việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đường Vành Đai 4 tại một số địa phương của huyện Văn Giang và Văn Lâm. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh động viên, biểu dương cán bộ cơ sở làm công tác đền bù giải phóng mặt bằng đã làm việc tích cực để đảm bảo chi trả tiền bồi thường kịp thời cho người dân. Đồng chí cũng ghi nhận sự ủng hộ của người dân có diện tích đất nằm trong dự án đã nhanh chóng bàn giao mặt bằng. Dự kiến đến ngày 30 tháng 6, các địa phương sẽ chi trả tiền bồi thường cho nhân dân đạt 70% diện tích thu hồi giải phóng mặt bằng dành cho dự án đường Vành Đai 4. Gia đình hoàn toàn nhất trí với chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Và hôm nay là gia đình rất phấn khởi được đi nhận tiền bồi thường hỗ trợ và đã được ban tổ chức hướng dẫn chu đáo, nhiệt tình và an toàn. Thưa quý vị và các bạn, với tinh thần làm ngày làm đêm, vừa hành quân vừa mặc áo, đến nay chỉ ít ngày sau khi dự án thành phần 1.2 về bồi thường, hỗ trợ tái định cư để giải phóng mặt bằng cho đường Vành Đai 4 được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên phê duyệt. Sáng nay, huyện Văn Lâm đã bắt đầu chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân chịu ảnh hưởng bởi dự án ở xã Trưng Trắc. Đúng 9 giờ sáng ngày 16 tháng 6, tại nhà văn hóa thôn An Lạc, ông Quyền là người đầu tiên nhận tiền bồi thường, hỗ trợ trên 540 triệu đồng cho diện tích đất nông nghiệp nằm trong chỉ giới xây dựng đường Vành Đai 4. Tôi có tổng diện tích là 2.448 m, Vành Đai 4 vào là 730 m. Tôi chấp hành ra nhận tiền vui vẻ,
để thi công con đường để cho làm kinh tế của nước nhà được mạnh và nói chung là đường giao thông thuận lợi cho nhân dân. Chúng tôi nhường đất rồi thì phải như có kế hoạch để làm ăn, để mình sinh sống, cuộc sống phát triển. Trong ngày 16 tháng 6, huyện Văn Lâm tổ chức chi trả cho 35 hộ dân ở xã Trưng Trắc có hơn 18.000 m2 đất nông nghiệp phải thu hồi với tổng số tiền chi trả hơn 12 tỷ đồng. Để sớm thực hiện được việc chi trả, thời gian qua, các cơ quan chuyên môn của huyện, của xã phải làm ngày làm đêm theo tinh thần vừa hành quân vừa mặc áo. Cũng có một số hộ nhân dân thì lúc ban đầu thì cũng chưa đồng tình. Ủy ban xã, rồi các ban ngành đoàn thể, rồi cơ sở thôn thì cũng đã đến gặp gỡ trao đổi, rồi phân tích, giải thích cho các hộ nhân dân thấy được đây là thực hiện cái dự án chủ trương của nhà nước. Nhân dân cũng đã hiểu ra và cũng đã chấp hành theo cái chủ trương đó. Huyện Văn Lâm vừa được phân bổ 200 tỷ đồng để chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho đường Vành Đai 4. Việc tiến hành chi trả sớm hơn dự kiến tại xã Trưng Trắc cho thấy sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận cao của nhân dân. Đây cũng là tiền đề, động lực để huyện hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng cho siêu dự án đường Vành Đai 4 đúng tiến độ. Quyết tâm phấn đấu đến 30 tháng 6 sẽ giải phóng mặt bằng đất nông nghiệp đã giao cho các hộ khoảng 34 ha, cùng với đó sẽ thu hồi đất công do Ủy ban nhân dân các xã quản lý khoảng 16 ha thì sẽ đạt được 70% diện tích đất phải thu hồi để bàn giao cho chủ đầu tư để thực hiện xây dựng đường Vành Đai 4 trên địa bàn huyện Văn Lâm. Tại kỳ họp thứ 7 vừa qua, Hội đồng nhân dân thành phố Hưng Yên thông qua nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư 21 trên tổng số 23 dự án công trình đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 với tổng số vốn gần 500 tỷ đồng. Trong đó có dự án cải tạo nâng cấp đường trục liên xã Hồng Nam - Phương Triều - Liên Phương đoạn từ TT378 đến quốc lộ 39, cải tạo nâng cấp một số tuyến đường giao thông xã Quảng Châu và xã Hoàng Hành, cải tạo vòng xuyến dốc suối, cải tạo nâng cấp chợ Cời xã Phú Cường, dự án khu dân cư mới xã Trung Nghĩa rộng 9,8 ha, dự án khu dân cư đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở phường An Tảo tại khu vực phía bắc trường tiểu học An Tảo, dự án khu dân cư mới phường Lam Sơn, khu vực sau khách sạn Thái Bình và khu đô thị Tân Phú Hiến, dự án khu đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở xã Phương Triều, phía nam trường mầm non xã Phương Triều. Đây là những dự án nhằm tạo điểm nhấn, nâng cao diện mạo đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của các địa phương nói riêng và thành phố Hưng Yên nói chung, đặc biệt là các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật, các khu dân cư mới, phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất, tạo nguồn kinh phí để thành phố hoàn trả chi phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn, qua đó góp phần xây dựng thành phố sớm trở thành đô thị loại 2 vào năm 2025. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc quy hoạch mỗi thôn phải có ít nhất một bãi đỗ xe. Thời gian qua, các địa phương trên địa bàn huyện Kim Động đã tập trung triển khai, rà soát và lựa chọn vị trí phù hợp để quy hoạch gắn với thực tiễn nhu cầu và quỹ đất của địa phương. Đường ngõ xóm vốn nhỏ hẹp nên mỗi dịp có đám xá hay hội hè, xe ô tô của người dân, con em xa quê về lại phải xếp hàng dài mỗi tuyến đường tại thôn Lai Hạ, xã Hồ Ngan. Vì thế chủ trương quy hoạch bãi đỗ xe riêng của thôn nhận được sự ủng hộ cao của người dân. Đến nay vị trí hai bãi đỗ xe đã được địa phương lựa chọn, nằm ở vị trí trung tâm cạnh quần thể khu vực sân đình ao làng với tổng diện tích 4.500 m2. Do cái nhu cầu của cuộc sống hiện tại thì bây giờ cái địa bàn thôn Nai Hạ nói riêng và cả xã chung với lượng xe ô tô rất nhiều, đặc biệt là cái bãi đỗ xe gần cái trung tâm của đình làng, nên là các cái việc lễ hội bà con nhân dân xa quê về này, thắp hương đình làng thì về có công có việc địa phương có cái bãi đỗ xe rất thuận lợi, đảm bảo cái an toàn giao thông. Cùng với Lai Hạ, ba thôn còn lại của xã Hùng An cũng đã hoàn thành việc quy hoạch bãi đỗ xe của thôn. Tổng số vị trí quy hoạch bãi đỗ xe của toàn xã là 11 điểm với diện tích khoảng 50.000 m2, trong đó mỗi thôn có từ 1 đến 2 điểm tùy thuộc vào số lượng dân cư, quỹ đất và định hướng phát triển lượng xe trong tương lai. Sau khi có cái chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện về việc là quy hoạch các cái vị trí bãi đỗ xe để tầm nhìn đến 2030 thì Ủy ban nhân dân xã Hồng An thì cũng đã rà soát tổng thể lên cái số hộ
và dự kiến cái số lượng xe trong những cái năm tới. Thì qua đó thì cũng đã thống nhất với các thôn để mà đưa vào cái quy hoạch chung xây dựng xã đến 2030. Về cơ bản là nhân dân và cán bộ thì cũng đồng tình, cũng thấy rằng đấy là một cái chủ trương đúng đắn của tỉnh, của huyện về dự kiến về cái nhu cầu những cái giai đoạn sau này. Ngay sau khi nhận được chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc quy hoạch bãi đỗ xe khu dân cư, huyện Kim Động đã chỉ đạo các địa phương rà soát, lựa chọn vị trí dự kiến cho các bãi đỗ xe. Đến nay, 12 trên 17 xã thị trấn đã hoàn thành việc lựa chọn quy hoạch vị trí, khắc phục những khó khăn do thiếu quỹ đất trong khu dân cư. Mỗi địa phương đều bố trí quy hoạch phù hợp và đảm bảo yêu cầu thực tế về quy mô, diện tích, vị trí. Mai Động thì chia ra được làm 3 thôn, thì thôn Văn Nghệ thì đã có cái khu vực đất công thì rất thuận lợi làm bãi đỗ xe. Còn riêng của hai thôn Nho Lâm và Hạnh Lâm, quỹ đất của các thôn thì cũng không có. Thế vậy là xã chỉ còn một cái diện tích là ao hồ đầm ngày xưa nằm ở giữa hai thôn. Thế nên rất là thuận lợi cho cái việc mà làm bãi đỗ xe chung. Với tầm nhìn và định hướng tương lai, khi đời sống và nhu cầu về xe cộ của người dân tăng cao, việc triển khai xây dựng bãi đỗ xe tập trung của mỗi thôn, khu dân cư không những giúp các địa phương hoàn thiện quy hoạch cơ sở hạ tầng, đáp ứng nhu cầu gửi xe của người dân, mà còn góp phần không nhỏ trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông và xây dựng đời sống văn hóa, văn minh ở mỗi làng xã. Thời gian qua, dù nắng nóng gay gắt, nhưng hàng trăm hộ dân ở xã Đại Tập, huyện Khói Châu lại bị thiếu nước sạch. Tình trạng này diễn ra nhiều ngày, gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và sản xuất của người dân. Xã Đại Tập có gần 1.700 hộ dân thuộc 4 thôn đăng ký sử dụng nước sạch của công ty cổ phần nước Dạ Trạch. Nhưng khoảng 10 ngày nay, nhiều hộ dân sống trong cảnh thiếu nước, áp lực yếu, nước không bơm lên được bể chứa tầng cao. Có khi nước chảy nhỏ giọt, không đủ để sử dụng. Việc mất nước những ngày qua khiến các hộ dân khó khăn trong sinh hoạt. Nhiều hộ dân phải đi xin nước giếng khoan, mua thêm máy bơm để kích bơm mới có thể có nước để sử dụng. Đơn vị cấp nước cho biết, việc thiếu và mất nước sinh hoạt tại xã Đại Tập có nhiều nguyên nhân như việc cắt điện luân phiên khiến đơn vị không có đủ điều kiện để sản xuất. Xã Đại Tập nằm cuối tuyến của đường ống cấp nước. Hơn một tháng trước đây, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đã phản ánh về tình trạng ô nhiễm nguồn nước và không khí nặng nề tại thôn Hạ Cát, xã Tống Phan, huyện Phù Cử, bắt nguồn từ các hộ chăn nuôi trong khu dân cư. Ngay sau đó, chính quyền địa phương và người dân nơi đây đã có những biện pháp để giảm tình trạng này. Để giảm thiểu tình trạng ô nhiễm tại đây, chính quyền địa phương cùng các hộ chăn nuôi đã có những giải pháp như sửa chuồng trại bằng men vi sinh, thường xuyên nạo vét lòng mương, cải tạo lại hầm bioga trong chuồng trại. Đặc biệt, hộ anh Bùi Văn Tậu đã giảm đàn trâu theo đúng quy định chăn nuôi nông hộ dưới 10 đơn vị vật nuôi của luật chăn nuôi. Thời gian tới, Ủy ban Nhân dân xã Tống Phan sẽ xây dựng kế hoạch di chuyển các hộ chăn nuôi ra khu tập trung để xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường. Bây giờ không khí nó cũng đỡ đi nhiều. Trước đây 10 thì giờ nó giảm đi được 4. Ai đi qua đây thì người ta cũng cảm giác là nó cũng đỡ đi nhiều. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hưng Yên vừa phối hợp với Công an huyện Văn Lâm tiến hành xác minh, truy tìm và triệu tập Nông Văn Nhàn khi đang lang thang tại khu vực huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. Đây là đối tượng nghi vấn trong vụ án giết người phụ nữ bán nước sinh năm 1980 xảy ra tại xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm rạng sáng ngày 11 tháng 6. Nông Văn Nhàn, sinh năm 1990, thường trú tại bản Diệt, xã Tân Lang, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La, là đối tượng nghiện ma túy, không nghề nghiệp, sống lang thang. Tại cơ quan điều tra, Nhàn khai nhận tối ngày 10 tháng 6 ngủ tại khu vực ống cống gần cầu vượt quốc lộ 5, lối từ xã Trưng Chắc sang xã Lạc Hồng. Đến khoảng hơn 1 giờ sáng, Nhàn tỉnh giấc, do không có tiền nên Nhàn nảy sinh ý định đi lang thang tìm sơ hở của các nhà dân, khu lán trọ để trộm cắp tài sản. Khi đi qua quán nước của một phụ nữ ven quốc lộ 5, phát hiện nạn nhân đang ngủ, Nhàn chui qua khe lưới bạt, đi vào bên trong, gọi nạn nhân dậy, giả vờ mua nước, tạo tình huống chờ sơ hở để thực hiện hành vi phạm tội. Sau khi sát hại nạn nhân, Nhàn lấy một điện thoại di động iPhone màu vàng, một đôi khuyên tai cùng một số tiền hơn 2 triệu đồng và bỏ trốn. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Tiếp
Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn đến với phần tin quốc tế. Các nguồn tin tiết lộ Mỹ và Iran đã âm thầm nối lại các cuộc đàm phán gián tiếp liên quan tới thỏa thuận hạt nhân Iran từ nhiều tháng trước và đạt được một số tiến bộ dù chưa có thỏa thuận chính thức nào được thông qua. Theo nguồn tin từ chính phủ Mỹ, Iran và Israel, đàm phán đã được nối lại vào cuối năm ngoái, vài tháng sau khi nỗ lực khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran sụp đổ. Trong đó, ông Brett Markert, điều phối viên Nhà Trắng phụ trách vấn đề Trung Đông và Bắc Phi, đã được cử tới Oman để thảo luận gián tiếp với các đại diện của chính phủ Iran. Các bước tiến nổi bật trong đàm phán bao gồm việc Mỹ cho phép Iraq trả khoản nợ năng lượng trị giá 2,76 tỷ đô la Mỹ cho Iran. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, số tiền này sẽ được Iran sử dụng để mua các mặt hàng như thực phẩm và thuốc men. Washington cũng nỗ lực kêu gọi Tehran trả tự do cho 3 công dân Mỹ bị giam giữ ở Iran, điều mà Nhà Trắng gọi là ưu tiên hàng đầu. Phía Iran đã xác nhận thông tin trên. Theo các quan chức khác của Iran, nước này cũng sẽ ngừng các cuộc tấn công nhằm vào các nhà thầu Mỹ ở Syria và Iraq, mở rộng hợp tác với các thanh sát viên hạt nhân quốc tế và hạn chế bán tên lửa đạn đạo cho Nga. Đổi lại, Iran muốn Mỹ nới lỏng trừng phạt và không bắt giữ các tàu chở dầu như đã làm gần đây nhất vào tháng 4 và không thúc đẩy các nghị quyết trừng phạt mới nhắm vào Iran tại Liên Hợp Quốc hoặc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA. Cơ quan thống kê New Zealand mới đây đã công bố dữ liệu tổng sản phẩm quốc nội GDP quý 1 năm 2023 có mức tăng trưởng âm 0,1%. Sự suy giảm xảy ra trong bối cảnh Ngân hàng Dự trữ New Zealand đã thực hiện một trong những chu kỳ tăng lãi suất mạnh mẽ nhất trên thế giới. Đây là cuộc suy thoái kinh tế đầu tiên của New Zealand tính từ năm 2020, khi đại dịch COVID-19 đã khiến chính phủ nước này phải đóng cửa biên giới, làm đình trệ du lịch và gây tắc nghẽn xuất khẩu. Trước đó, New Zealand cũng đã chứng kiến mức tăng trưởng âm 0,7% trong quý 4 năm ngoái. Hiện cuộc sống của người dân New Zealand đang khá chật vật, khi quốc gia rơi vào suy thoái ngay trong hai quý đầu năm 2023. Những tháng qua thực sự là khoảng thời gian khó khăn, mọi người tiêu tiền ít hơn và cũng lo lắng về công việc của mình. Trên đường phố Wellington, mọi người lo lắng về giá thực phẩm. Tôi đang phải chi tới 14 đô la New Zealand để mua cà chua. Tôi cảm thấy lo lắng cho các bạn trẻ ngày nay. Thành thật mà nói, ngoài kia có nhiều người rất tài năng, nhưng cơ hội việc làm lại không nhiều như thế. Chính phủ New Zealand đang nỗ lực tìm phương án để tháo gỡ khó khăn cho người dân và ổn định tình hình trong nước. Suy thoái kinh tế cũng đã trở thành một vấn đề chính trị quan trọng khi nước này chuẩn bị tiến hành bầu cử vào tháng 10 tới. Lạm phát ở New Zealand đang ở mức 6,7%, cao hơn nhiều so với mức mục tiêu của Ngân hàng Trung ương là từ 1-3%. Giới chức Canada cho hay ít nhất 15 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn giao thông giữa một xe container với xe buýt chở những người cao tuổi và người khuyết tật tại thị trấn Calgary thuộc tỉnh bang Manitoba. Tai nạn xảy ra tại nơi giao nhau giữa hai tuyến đường lớn gần thị trấn Calgary, cách thủ phủ tỉnh bang Manitoba khoảng 170 km, khi chiếc xe buýt chuyên phục vụ đưa đón tận nhà đối với những hành khách không thể sử dụng hệ thống xe buýt truyền thống đang trong hành trình đến một sòng bạc địa phương. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 25 người. Chúng tôi có thể xác định rằng ít nhất 15 người đã thiệt mạng trong vụ va chạm này. Ngoài ra, 10 người bị thương ở các mức độ khác nhau đã được đưa tới bệnh viện. Cảnh sát cho biết tài xế của hai xe đều sống sót. Họ từ chối cho biết ai có thể chịu trách nhiệm cho vụ va chạm. Lực lượng cảnh sát Hoàng gia Canada tại Manitoba cho biết đây là một trong những vụ tai nạn giao thông thảm khốc nhất trong lịch sử nước này. Họ đã huy động mọi nguồn lực để ứng phó với vụ tai nạn. Các bác sĩ tại Sri Lanka mới đây đã phẫu thuật và lấy ra thành công một viên sỏi thận khổng lồ trên người một bệnh nhân nam 64 tuổi. Viên sỏi nặng tới 801 gram, lớn hơn viên được ghi vào kỷ lục thế giới Guinness trước đó là 602 gram. Trong thông báo ngày 14 tháng 6, lực lượng quân y Sri Lanka cho biết cuộc phẫu thuật diễn ra ngày 1 tháng 6 tại Bệnh viện quân y Colombia. Bệnh nhân phẫu thuật là một cựu quân nhân. Theo đó, bệnh nhân cho biết có biểu hiện đau ở vùng bụng từ năm 2020 và đã uống thuốc nhưng không giảm. Theo lực lượng quân y Sri Lanka, viên sỏi thận có chiều dài 13,37 cm và nặng 801 gram, tức gấp 5 lần khối lượng trung bình của một quả thận ở nam giới. Sách kỷ lục thế giới Guinness đã công nhận kỷ lục mới đối với viên sỏi này. Viên sỏi thận nặng nhất từ trước đến nay được ghi nhận nặng 620 gram, trong khi đó, viên sỏi lớn nhất được ghi nhận tại Ấn Độ năm 2004, dài khoảng 13 cm. Sỏi thận thường hình thành do các chất khoáng và muối kết tinh trong thận khi bộ phận này lọc máu. Sỏi di chuyển trong thận có thể gây tới những cơn đau quặn, khó chịu và cần được phẫu thuật loại bỏ nếu quá lớn và mắc kẹt bên trong. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự ngày hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.